Sinh ra ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, gia cảnh khó khăn, anh em lại đông, nên gần 40 năm trước, sau khi cha mẹ qua đời, anh em ông mỗi người đi mỗi nơi để tìm kế sinh nhai. Ông theo người quen về Sóc Trăng đi làm phụ hồ, đắp đổi sống qua ngày. Vì công việc bấp bênh lại không vợ con, nên trước đây sau mỗi ngày đi làm công về, ông xin ngủ nhờ trước mái hiên nhà ở phường 5, thành phố Sóc Trăng để đỡ chi phí nhà trọ. Cuộc sống vất vả ấy đã kéo dài hơn 30 năm qua, khiến sức khỏe người đàn ông tội nghiệp này cũng ngày càng suy yếu vì sương gió. Hơn một năm trước, dưới cằm ông nổi khối u nhỏ, nghĩ là mụn nhọt bình thường nên ông cũng không đi điều trị. Nào ngờ chỉ sau hơn một tháng, khối u đã phát triển to lên, dở ra gây viêm nhiễm cả vùng cằm. Sau khi đi thăm khám tại bệnh viện, ông mới biết mình bị khối u ác tính, phải nhập viện điều trị theo phác đồ ung thư mới mong qua khỏi. Cuộc sống vốn đã không ổn định, phải sống tạm bợ trước hiên nhà, nay bệnh tật hiểm nghèo, thì làm sao ông có khả năng đi điều trị? Đó là hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Quý, 65 tuổi, hiện đang sống tạm ở nhà trọ trong hẻm 322 đường Tôn Đức Thắng, khóm 1, phường 5, thành phố Sóc Trăng, đang rất cần sự giúp đỡ để ông vượt qua những nỗi đau bệnh tật này. Rẻ rồi, chút gần yếu mà. Ăn uống không được, giờ đi cũng hơi yếu. Giờ chỉ có ăn, chỉ có ngầm thôi, không có dâu, đi cho mệt. Cuộc sống mà sao? Sống giờ biết sao giờ gì cấm mình nè. Giờ qua chăm sóc thôi. Có nhiều. Anh bệnh giờ tinh thần nó suy sụp. Không giờ không có làm được cái gì chứ. Cứ làm là cũng được. Thế là gắng cái sức làm được. Càng ngày càng xuống. Không có trả lại gì chứ. Từ khi phát bệnh, ông Quý không đi làm gì được vì thường hay nóng sốt, vết thương thì viêm nhiễm ngày càng nặng, chảy máu mủ liên tục khiến ông đau đớn ngày đêm, nhưng cũng đành uống vài viên thuốc giảm đau rồi nằm đó chịu đựng. Thấy thương hoàn cảnh nên những người lối xóm gần chỗ ông ở cũng thường hay lui tới giúp đỡ, thuê căn phòng trọ để ông nương náu cho đỡ phải chịu sương gió lúc bệnh tật. Ở đây cũng chú về đây, tính ra em lớn là cũng thấy chú ở đây rồi. Rồi năm nay em cũng 40 mấy tuổi rồi. Rồi thấy hồi đó giờ chú đâu có vợ con gì đâu. Cũng ở vậy đó. Rồi đi phụ hồ, nhà ở quê kính thì ở Hóc Môn, Thơ á. Rồi chú về đây sinh sống này cũng biết bao lâu rồi. Rồi cũng đi làm thuê làm mướn ta tới giờ đó, rồi đổ bệnh rồi là chú ở đây luôn, nằm nhà trọ này kia là ở tới giờ đó. Chứ không đi làm nữa, đó là nghề chú là phụ hồ. Hồi còn khỏe lúc trước thì có làm bánh bán, làm bánh cam, bánh này kia bán á. Rồi sau này lớn tuổi ngưng chút thì không có buôn bán, đi làm hồ. Rồi tới giờ này luôn. Thì chú khó khăn thì không có vợ con, hoàn cảnh mình ơn gì, không có nhà cửa này kia. Anh chị em nó ngay cũng có đông nhưng mà người nào cũng khổ hết trơn, người ta lo cuộc sống người ta hết trơn rồi. Còn mình thì không có ai thì tự lo, chú đi kiếm nó ngay cũng còn khỏe, cũng có nhờ giả tới ai đâu, tự chú lo mà nên chú. Tới lúc mà đổ bệnh thì chú phải cầu cứu gì đó để chị chú hết bệnh, đặng chú có thể làm lại tiếp tục để nuôi bản thân nữa. Không vợ con, anh chị em thì nghèo khó ở tứ xứ, nên khi bệnh tật, ông chỉ lủi thủi một mình. Lúc khỏe thì ngồi dậy nấu cơm cháo, ăn được chút. Ngày nào nóng sốt thì lại nằm co ro một mình, không ăn uống gì được. Cơ thể vì thế cũng ngày càng xanh xao tiều tụy. Cuộc sống chú giờ ngày khó khăn, lúc mà còn làm được còn khó khăn, giờ bệnh còn khó khăn hơn nữa. Rồi số lối xóm đây thì thấy chú vậy tội nghiệp. Rồi cố gắng cầu xin mạnh thường quân giúp đỡ chú để trị bệnh đó. Lúc mà có tiền sớm là chú đi là có thể chú khỏe sớm rồi. Bây giờ thấy yếu rồi, yếu dần á. Mỗi lần là chú lội ra ngoài chơi. Khỏe chú lội ra chơi rồi thấy mấy bữa nay không có ra ngoài chơi nữa. Là thấy chú chắc bệnh rồi mới vô đây thấy là ông nằm. Hồi nãy mới vô thấy nằm đắp mền, được cũng chết đắp mền. Là biết hỏi sao nó sốt, biết tê tay tê chân hết trơn rồi, có thể là một đứa hành của chú nữa đó. Thuốc không đầy đủ nữa, nếu mà đầy đủ ăn uống sức khỏe thì chắc không có thể đấy, không ai lo chăm sóc mà sao ấy được. Thì lối xóm nhìn thôi, gần gũi thì thấy chút đỉnh qua coi chứ tao đâu có gần đâu ở với mình hoài đâu.
Khối u ngày càng biến chứng nặng, khiến vùng cổ của ông mỗi khi ăn uống rất đau đớn. Mấy ngày qua, ông chỉ ăn cháo cầm cự vì mỗi lần mở miệng, vết thương lại chảy dịch rất đau đớn. Anh cứ nghĩ có buồn đó, nhưng mà buồn anh đi. Chuyện cũng đã rồi, vậy mình buồn quá không ai giúp được gì, thôi cãi. Cái số mạng thì nó lo cái. Mình nghĩ quan niệm vậy, nghĩ còn sống được chú Tư. Giờ chú có hy vọng gì không? Có hy vọng có cái được mà số tiền nhiều quá. Thì đi thành phố mà tôi bị bệnh cho hết, bán cho hết. Chứ gì tôi hơi khỏe, tôi cố gắng đi làm lại. Làm cái nhẹ không được, làm cái nhẹ, làm cái nhận được, làm cái nhẹ. Tuổi già không vợ con lại mắc phải bệnh tật hiểm nghèo khiến cuộc sống của ông như rơi vào bế tắc. Đến thăm và tận mắt chứng kiến bệnh tình của ông, ai cũng xót xa. Để chia sẻ phần nào khó khăn trước mắt của ông, đoàn Nhịp Cầu Nhân Ái đã cùng nhau quyên góp hỗ trợ số tiền 27 triệu đồng để ông nhập viện điều trị kịp thời. Tuy nhiên, do phác đồ điều trị kéo dài và khá tốn kém, nên chương trình rất mong quý nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ thêm để ông quý có cơ hội được hồi phục, giảm bớt được phần nào đau đớn lúc tuổi già. Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh thương tâm trên xin quý nhà hảo tâm gửi về ông Nguyễn Văn Quý, nhà trọ trong hẻm 322 đường Tôn Đức Thắng, khóm 1, phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, hoặc đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng số 132 đường Trần Văn Bảy, phường 3, thành phố Sóc Trăng, và tại chùa Khánh Sơn, 22 Ngô Gia Tự, phường 6, thành phố Sóc Trăng. Xin chân thành cảm ơn.